là bạn của mình là bạn cao cấp ha, 150 km cho một lần sạc, tốc độ kéo hơn 50 ha. Đây các bạn này, hai con này giống nhau về cấu hình thì giống nhau hết như quý vị, nhưng mà về kiểu dáng bên ngoài thì giống nhau, nhưng mà về cơ cấu bên trong là khác nhau nha quý vị. Đây cái độ gầm nè, con này là pin dày, pin 48V của dòng của nó 28.6Ah, trong khi pin của con này nó ở tầm mức là 13.Ah, có nghĩa là nó khác biệt giữa cái cơ cấu bên trong pin thôi. Về cơ chế bên ngoài thì nó giống nhau về kiểu dáng thôi các bạn nhìn, nhưng mà số ký là khác ha. Con này ước chừng 25 kg, con bên kia thì ước chừng 32 kg, do là cái độ pin nó phải nặng thôi. Đó, mình có phân hai loại cao cấp, và loại cao cấp và loại bàn tiêu chuẩn ha. Đây là bàn tiêu chuẩn của mình, thường thường dưới 10 triệu các bạn sở hữu chiếc này rồi, và là trên là trên thì các bạn có thể ưu tiên là đi được đường trường dài thì các bạn nên xài cái con bàn cao cấp ha. Đó, về tính năng đèn cũng ra khác luôn ha, bên dưới này nó có bộ gầm đèn nè, đó các bạn thấy không, dưới gầm đèn ha, rồi nó cũng có phục nhúng khác luôn ha. Đây rồi, ai có nhu cầu liên hệ với mình ha, mình sẽ tư vấn sau ha. Đây là bản mới luôn ha quý Một vị. vấn đề là do khách hàng đã đi mua bản cũ của mình là kêu mình sửa giùm, thực ra là cái bản mạch của IC nó cũng là khác rồi, và nó rất là khó chịu về cái bản mạch này, cái cho nên những khách hàng mà đã từng tới đây kiểm tra này kia, test rồi kia rồi, và đi mua cái hàng của 3 năm về trước, cái mẫu 3 năm về trước nó bị lỗi. Một khi mà nó bị lỗi rồi, các bạn thay cái IC nó thật là khó, với hai là độ pin nữa. À, cái này là mình thấy khách hàng đã bị rồi, và cũng cũng tới test này kia, rồi rốt cuộc là chấm này chấm con tuốt ở đâu á, xa lơ xa lắc ở đâu á, rồi cũng giống dòng này luôn, nhưng mà với lúc là test ra thì thấy cái IC nó bị lỗi rồi, bên kia nó chỉ bù, nó chỉ báo là mua dùm cái IC khác, hoặc là nó đổi cái IC khác, vẫn không kích hoạt được cái IC dòng này ha. Cái những cái dòng mà của nhà hãng nó có những tính IC riêng biệt của nó rồi, tốt nhất là xài chính hãng của cái dòng của nó ha. Riêng về mình bán thì mình phải có trách nhiệm về vấn đề order lại IC cho các bạn theo bạn. Và hiện giờ là hai mẫu này là bản mới của mình, cho nên các bạn không có phải lo về phụ kiện thay ha.